Ở rút sóng cày ạ. Đấy các bạn, và ông không biết là cái này là cái thất. Đấy vì ông chưa bao giờ nhìn thấy cái này. Cái này là cái thất bằng nhựa đấy. Cái này thì khi mình thái thịt hay là thái rau xong mình rửa đi thì nó sẽ sạch sẽ hơn là cái thất bằng gỗ kia. Đấy, nó sẽ đảm bảo cho sức khỏe hơn các bạn. Quay trở lại với channel Vlog miền núi. Hôm nay em lại quay lại để thăm ông cụ neo đơn các bạn ơi. Không biết là hôm nay ông có ở nhà không. Đi một quá trình gần 15 cây số đi vào trong này thì bây giờ cũng đã đến nơi rồi. Thì hôm nay em đi vào thì cũng không có cái gì nhiều. Em chỉ mang theo một số những cái đồ đạc để em mang gửi ông thôi. Và bây giờ em sẽ tiến hành đi vào bên trong xem có gặp được ông không nhá. Mời bạn cùng theo chân em đi vào trong nhà ông nhá. Đây vẫn tiếp tục cái con đường lúc trước em đi vào đây. Mọi hôm em đi vào đấy, đi vào buổi tối, nhưng hôm nay em đi vào ban ngày các bạn ạ. Con đường này nó là một đường đất rất là nhỏ thôi. Hy vọng là hôm nay ông sẽ ở nhà. Mấy lần trước thì em đi bao nhiêu lần không gặp được ông. Chỉ có duy nhất một tối là em may mắn gặp được ông ở nhà. Hôm nay thì cũng không biết là có gặp được ông hay không. Hy vọng là ông sẽ ở nhà đợi. Đây, ngôi nhà của ông đây rồi các bạn ạ. Hình như là cửa vẫn mở. À chắc là ông vẫn ở nhà các bạn ạ. Cửa mở rồi. Rất là mong là ông sẽ ở nhà để mình có cơ hội gặp được ông các bạn. Nếu như không gặp được ông thì chuyến đi của mình hôm nay sẽ không có ý nghĩa gì. Đây hôm nay thời tiết ở trên này nó cũng khá là sương mù các bạn ạ. Ôi ông ở nhà này. Đấy, ông vẫn ở nhà các bạn này. Ôi hôm dạo này chắc là mình có duyên với ông các bạn. Mình lên lần nào, đây là lần thứ tư, nhưng mà lần thứ ba, thứ tư là mình bắt đầu gặp được ông rồi này. Chào ông nhá. Đây là ông này, ông cười rất là tươi này. Các bạn này. Đấy, ô hôm nay ông nấu cơm rất là sớm. Bây giờ hiện tại đang có hơn 5 giờ thôi, nhưng mà ông đã nấu cơm rồi này. Ôi, giờ sẽ đèo đi vào trong nhà này để bỏ một số những cái đồ đạc các bạn nhá. Đây sẽ để đồ đạc ở đây. Không có chỗ nào để bỏ cả ở đây. Nếu như cái đồ đạc lần trước em cho ông vẫn còn nằm hết ở dưới đất này này. Trong nhà này bây giờ cũng khá là tối rồi. Ở đây rất là vui các bạn ơi. Hôm nay may mắn em cũng lại gặp được ông ở nhà rồi. Thì mọi cái đồ đạc em cũng đã đặt xuống nhà hết rồi. Bây giờ em sẽ ngồi xuống và tâm sự với ông nhá. Thì mỗi lần lên đây thì em luôn luôn là xem ông ăn cái gì. Đây các bạn xem, em sẽ cho bạn xem hôm nay là ông ăn cái gì nhá. Thì mọi lần đây là ông đang nấu cái canh rau các bạn ạ. Sắp chín rồi. Giờ sẽ ngồi lại để tâm sự với ông. Không là lát nữa tối là rất là khổ các bạn. Tối là không có điện là nói chuyện không được luôn ấy, không nhìn thấy mặt nhau luôn. Ngồi đây để nói chuyện với ông một lúc các bạn nhé. Nói chuyện với ông một lúc thì em sẽ trao những cái món quà mà hôm nay em đã đi mua về để mang lên đây tặng cho ông. Cũng rất là may mắn hôm nay, không biết là số hay là cái số vận may của em hay sao mà hôm nay em lên lại gặp được ông đúng cái giờ này. Nuôi chim mua Tết à? Mua cho ổ mi. Ổ mi? Ổ mi thì... Chim mua ạ? Nó hả? Chịu ạ? Quả thua, ú bù quả thua. Quả thua? Cũng đúng mê lâu bầu à. Ờ. Là sao ạ? Ú thua. Ú bầu, ú bầu. À, nó là phỏng. Ú bầu. Mẹ. Mẹ nó gì? Ừ, mẹ bầu. Thế các bạn, hôm nay ông bảo là hôm nay ông có đi ở làng ấy, có người mất ấy, ông đi đám ma. Và ông cũng mới về thôi, đang say rượu nên là ông ngủ một lát, nhưng mà cũng may là em lên kịp, không là em cũng không gặp được ông luôn. Hôm nay thì em sẽ trao cho ông những cái phần quà mà hôm nay em đi chợ em đã sắm cho ông bạn nhé. Đây các bạn, đây là một cái đôi ủng.
Còn em trên miền núi thì gọi là cái đôi ủng. Cái này thì dành để đi vào những cái thời tiết là trời mưa. Thời tiết trời mưa các kiểu các bạn ạ, đi thì nó sẽ đỡ đỡ bẩn cái chân của mình. Đó, đây là một cái đôi ủng này. Hôm nay em mới mua luôn. Và bên trong này nó là một cái chăn. Đây bạn, là một cái chăn. Cái chăn này thì nó là cái chăn chăn mùa hè, nhưng mà mùa này thì nó thời tiết nó cũng lúc nắng lúc mưa nên là em không biết là mua cái chăn gì. Em đã mua cho ông một cái chăn mùa hè. Cái chăn này mặc dù nó rất là mỏng thôi nhưng mà nó đắp mát mẻ vào mùa hè. Thì khi nào mùa đông về thì em sẽ sắp xếp và sẽ mua lại cho ông một cái chăn mùa đông. Đó, là trong này là một cái chăn các bạn nhé. Và ở trong cái ba lô này của em thì nó cũng có khá là nhiều đồ nữa. Thì em sẽ lấy ra. Ở đây các bạn, đây là những cái bộ quần áo mà em đã đi mua cho ông. Ở trong này thì nó có một bộ quần áo, một cái quần và một cái áo cộc tay, một cái quần ngố nữa. Đây này các bạn này, đây là cái quần em hôm nay em đi mua nhé. Đây là một cái quần ngố này. Đấy, em không có, do là cái ba lô của em nó hơi nhỏ nên là em đựng vào trong này nó đã bị nhăn hết rồi. Nhưng mà nó là hoàn toàn mới. Đây là một cái áo lót các bạn ơi. Cái áo lót mặc vào mùa hè thì nó sẽ rất là tốt luôn. Đây. Đó, cái mát nó vẫn còn ở đây này. Đây là cái áo lót, em không biết là ông có mặc vừa hay không nhưng mà với cái cỡ này em chắc là vừa với ông đấy các bạn ạ. Đó, áo này thì nó cũng màu nó cũng tương đối là gọi là đẹp. Đây là một cái áo nữa. Thêm tiếp theo đó là một cái quần. Một cái quần này cũng là mới mua luôn. Đấy. Thì không biết là ông có mặc vừa cái quần này không. Cái quần này thì em thử là nó, em cũng mặc được nhưng mà chắc là cũng vừa ông các bạn ạ. Vì những người già thì người ta toàn mặc những cái ống quần nó rất dài, nó rộng rộng như thế này ấy. Đó. Nó rộng rộng như thế này thì người ta mới cảm thấy nó thoải mái, mặc vào nó phải thoải mái các bạn ạ. Thì quần áo thì gồm có là một cái quần, một cái áo và một cái quần ngố nữa. Đó là những cái bộ quần áo. Còn bên trong này thì em đã sắm cho ông rất là nhiều đồ nữa. Ở trong này thì nó bao gồm có là một cái bộ bát, những cái chiếc đũa, rồi những cái muôi, muôi nhựa, muôi muôi inox. Đây là những cái chiếc đũa, những cái chiếc muôi các bạn. Cái muôi nhựa này là để múc canh hoặc là sấy cơm ăn. Đây là những cái chiếc thìa hay là gọi là chiếc muôi inox. Cái này thì nó không hề gì các bạn ạ. Và đây là một cái bộ đũa này. Đũa này là đũa xịn luôn đấy. Đũa này thì nó cũng rất là mới luôn. Đấy, trong này nó có bao nhiêu đôi nhỉ? 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5. À, trong này nó có 10 đôi. Đấy, 10 đôi thì tổng cộng nó có 20 chiếc. Đấy, là đây là đũa nhá. Còn ở đây nó là một cái bộ bát. Một cái bộ bát này. Đấy, bát này là bát sứ. Loại này là loại cũng là loại sứ mà nó là loại tốt rồi các bạn. Rất là nhiều hoa văn đẹp lắm. Một bộ bát này. Để ở đây. Rồi là tiếp theo đó là một cái đây, cái này mới là cái quan trọng đây. Đây là một cái đèn pin các bạn. Một cái đèn pin hôm nay em cũng mới mua luôn. Đó, cái đèn pin này nó rất là hay các bạn. Đây là cái vỏ của nó này. Có lẽ là đến nơi rồi thì không cần đến cái này nữa các bạn ạ. Đấy, bóc cái tem này ra thử cho ông xem luôn. Đây là cái tem người ta dán vào lại để chống hàng giả đấy. Đây. Đấy, sáng kinh khủng luôn các bạn. Đấy, vào những cái mùa mà thời tiết nhiều sương mù có cái này mình đi đường thì nó tiện hơn. Và cái này nó lại có một cái hay ở đây nữa các bạn thấy cái dải đèn led này không? Đó. Tại vì nhà ông không có điện nên là em đã sắm cái này cho ông để cho ông tiện hơn trong khi ông ăn cơm. Đấy, khi mà ông ăn cơm thì ông có thể đặt ngược nó lại. Ông đặt ngược như thế này này các bạn, đặt ngược lên bàn này như này. Rồi ông bật lên. Đấy, như thế này thì nó sẽ rất là sáng và có thể là mình ăn cơm rồi là mình sinh hoạt nó cũng rất là tiện. Đó là cái đèn mà em ưng nhất trong ngày hôm nay các bạn. Đây, bật lên thế này là mình có thể soi đi đường được này. Còn bật đi xuống thế này là nó lại sáng thế này để mình ăn cơm rồi là sinh hoạt. Đấy. Nói chung là cũng cái đèn là nó cũng có cái hay của nó. Và đây là cái đèn pin nhá. Tiếp theo đó sẽ là một cái khác nữa. Là hai cái khăn mặt các bạn.
hai cái khăn mặt của nó. Thì ở trong này nó có hai cái, em đã mua cho ông hai cái luôn. Có một cái thì nó là khăn to và một cái là khăn rửa mặt. Đây là cái khăn rửa mặt các bạn. Đấy, nó cái này thì nó khá là nhỏ, nó chỉ vừa để rửa mặt thôi, còn cái còn lại nữa. Cái này thì nó rất là to luôn. Cái này em mua để cho ông tắm rửa đấy, ông tắm rửa thì ông dùng cái khăn này để lau. Để lau người thì nó sẽ sạch sẽ hơn và nó sẽ đỡ ẩm ướt các bạn. Đó, đây là cái khăn nhé. Cái khăn này là khăn vải, nó chất nó cũng rất là tốt. Và tiếp theo nữa thì còn rất rất chi là nhiều đồ ở đây các bạn ơi. À không quên, có ba cái chiếc thìa inox, hay là mua inox nhé. Đây này, còn hai cái bên kia rồi, cái này nó là ba cái các bạn nhé. Rất là nhiều túi bóng luôn. Ui, trong này nó mới là cái đồ mà nặng nhất đây. Cái ba lô của em suýt đấy là độ là đựng nó không hết đấy các bạn. Đây, bên trong này nó sẽ chứa những cái đồ gì. Và đây là một cái thất. Đây, một cái thất là bằng nhựa các bạn ạ. Cái thất này người ta là bằng nhựa đấy. Còn chưa bóc cái ni lông người ta bọc ở bên ngoài này. Cái thất này em mua để ông khi nào ông có thịt, ông thái thịt ở trên này, nó sẽ đảm bảo cái vệ sinh hơn. Vì cái này thì nó là bằng nhựa, thì mình khi mình rửa qua nước thì nó sẽ rất là sạch, nó không còn những cái con vi khuẩn nó bám ở trên này. Nó sẽ tốt hơn cho sức khỏe của ông. Tiếp theo đây sẽ là một cái bộ nồi. Đây, em sẽ cởi hết ra cho bạn xem. Đây là một cái bộ nồi, nó gồm có là 5 cái từ nhỏ đến lớn các bạn, nó đầy đủ luôn. Đây, nó có 5 cái này. 1, 2, 3, 4, 5. Và bên trong nó thì nó cũng có luôn 5 cái nắp luôn nữa. Đấy, mỗi cái thì nó có một cái nắp này. Đó, bên trong thì nó đều có cái nắp của nó này. Đấy. Rất là nhiều cái túi bóng lắm. Đây, mỗi cái nó đều có một cái nắp ở bên trong. Đó. 5 cái nồi rồi là còn thêm bên trong này nó là một cái đôi dép. Đây các bạn. Một cái đôi dép này. Không biết là cái cỡ này thì ông có đi vừa hay không, mà cái đôi này thì em nghĩ là chắc là vẫn vừa. Em đã thử rồi, vừa chân em thì chắc là vẫn vừa chân ông. Mặc dù con người em nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà chân khá to đấy các bạn. Đấy, cỡ của nó là cỡ 40 này, chắc là ông đi vẫn là vừa. Cái loại này thì nó chỉ hợp với lại những người già lớn tuổi như ông thì mới đi được các bạn. Còn những người trẻ mình đi thì nó không hợp cho lắm. Cái loại này thì nó cực kỳ là chắc luôn. Cái loại dép này này các bạn, nó rất dẻo đấy, nó cực kỳ dẻo. Đây, nó dẻo lắm, đi nó rất là êm chân ấy, nó không có độ ma sát nhiều lắm. Đây, giày mới luôn đấy, mới đét. Và vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu tới các bạn những cái phần quà hôm nay em sẽ mang vào đây để trao tặng cho ông cụ neo đơn này. Thì nó không có gì nhiều cả. Ở đây cũng chỉ là những cái tấm lòng chân thành của chính bản thân em thôi. Thì bây giờ em sẽ tiến hành trao những cái phần quà này cho ông nhé. Em biết là ông sẽ rất là vui khi nhận được những cái phần quà này. Dạ. Mua cho nó trọc ta. Phụ ta. Ấy các bạn, và ông không biết là cái này là cái thất. Đấy, vì ông chưa bao giờ nhìn thấy cái này. Cái này là cái thất bằng nhựa đấy. Cái này thì khi mình thái thịt hay là thái rau xong mình rửa đi thì nó sẽ sạch sẽ hơn là cái thất bằng gỗ kia. Đấy, nó sẽ đảm bảo cho sức khỏe hơn các bạn. Em giới thiệu cho ông đây là cái thất. Ông không biết đây là cái thất đấy các bạn ạ. À, nó ạ. Nó là phụ giống mùa. Phụ ạ. Nó hẹ. Nó hẹ. Nó ạ. Nó.
Đấy, ông thấy cái đèn này ông rất là thích luôn các bạn ạ. Ông thấy cái đèn là nó có hai cái này. Đấy, bên dưới và bên trên nó đều có. Đấy, thì ông rất là thích cái đèn này luôn. Ủa, đi là hai mô à? Nó đi là hai mô. Đi hai mô, đi hai. Ừ, bê cha hồ. Bê cha. Ừ. Nó tí vô hả? Nó, hai, nó hả? Ừ. Nó, gần nó. Đây, con nó, khâu. Cho nó. Cho nó. Ta hả? Tàn thổ nó. Tàn nó. Thổ thì nó. Nào. Nào. Lúc nữa. Nè. Lúc nữa. Nè. Các bạn bây giờ em sẽ nói với ông là ông sẽ đi thay cái bộ quần áo này. Thay thử cho em cái bộ quần áo nào, nếu mà nó to quá hoặc là nhỏ quá thì em sẽ mang lại đi đổi ở bên cửa hàng. Bởi vì họ cho phép là em mang đi đổi các bạn ạ. À lúc nào một. Nóng. Nóng. Một nào đâu. Hả? Ví dụ bỏ cho mà. Nà. Chưa. Nán không? Nán không? Nán. Nà, mục áo, nà. Nà, nà. Nà, nà, ua hò. Nà, ua hò. Nà, lúc nào hả? Lúc nào hả? Đấy, bây giờ thì ông, em bảo ông đi vào trong phòng để ông thay cho em cái bộ quần áo này. Nếu mà nó to quá thì em sẽ mang về đổi lại. Mới đi thay quần áo về rồi các bạn ơi. Đây các bạn thấy đẹp trai không? Đấy, ông rất là đẹp trai luôn đây. Đấy, cười này, lùn ạ. Đấy. Ông rất là đẹp trai các bạn ạ, đấy chưa? Cả cái quần em mua cho ông vừa jean luôn các bạn. Đấy, từ đầu đến chân đấy, vừa jean luôn. Đó. Và từ hôm nay ngày hôm nay trở đi thì ông sẽ cuộc sống của ông sẽ sống tốt hơn. Em sẽ cố gắng làm thế nào để cải thiện được cái cuộc sống cho ông sống những ngày tháng còn lại sẽ sống tốt hơn các bạn nhé. Đây cái bộ quần áo em không hề đo đặt, nhưng mà em mua hoàn toàn là nó đúng với lại cái cỡ của ông mà mặc rất là vừa luôn các bạn. Đấy, đây mới đúng là một cái cuộc sống sống đầy đủ và trải nghiệm được cái mùi vị của hương vị cuộc sống các bạn ạ. Rồi em sẽ ngồi lại và tâm sự với ông một lúc để xem cảm giác của ông khi mặc cái bộ quần áo mới này như thế nào nhá. Dạ. Nãy cho chị chiên nó. Chị chiên nó, bây giờ à? Tết tăng một lên nó. Đấy bạn thấy ông rất là vui luôn. Đấy có bộ quần áo mới mặc rồi lại có cả cái đèn pin này để đi chơi hàng xóm nữa thì ông rất là vui luôn đấy. Giờ sẽ quay cho ông thấy mặt một chút. Đó, thấy bạn thấy không? Ông mặc cái bộ đồ này có vẻ là ông trẻ đi bao nhiêu tuổi đấy. Đấy, trong suốt thời gian vừa qua thì ông không có được sống một cái cuộc sống đầy đủ thì ông cũng chưa được mặc cái bộ quần áo mới này bao giờ. Và ngày hôm nay thì ông cũng có tâm sự riêng với em là ông đây là cái bộ quần áo mới đầu tiên mà trong đời ông được mặc đấy các bạn. Thì em thật sự là em rất là cảm động và rất là xúc động khi nhìn thấy ông thay đổi như thế này. Và em cũng hy vọng là mong muốn là trong cuộc sống của ông sắp tới thì ông sẽ sống tốt hơn. Và cũng hy vọng là sẽ có nhiều người quan tâm đến những cái hoàn cảnh như thế này. Để cho họ một cái cuộc sống cuối đời còn lại họ sẽ được nhận được một cái tình người ấm áp. Và em cuối cùng thì em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người cùng theo dõi cái video này. Và một lần nữa em cảm ơn rất nhiều một cái lời cảm ơn chân thành tới một người anh ở bên Mỹ đã dành cái tấm lòng này để ngày hôm nay em có cơ hội đi trao cái món quà này cho ông cụ này. Và em cũng rất cảm ơn anh này, chúc anh nó luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn thành công, thành đạt trong cuộc sống. Hy vọng là sắp tới thì trong cuộc sống sắp tới thì ông sẽ sống tốt hơn khi mà nhận được những cái món quà này. Cuối cùng em cũng xin phép dừng cái video ở đây và hẹn tất cả mọi người vào một cái video mới nhất và sớm nhất khi em quay trở lại thăm ông lần tiếp theo nhé. Bye bye!